Hôm nay em sẽ lột cho các bác đấy. Em là lột trần chuồng nó ra cho các bác xem. Chào đón các bác đến với lại đôi loa sạc pin Vega. Hàng khủng luôn, bát 40. Dòng này đáp ứng cho các bác hai yếu tố: vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Rất là hay và chất cho gia đình. Đôi loa này đáp ứng hai yếu tố cho bác là hai trong một đấy. Có nhiều bác là không muốn là sắm một bộ nhạc, một hát riêng, bộ nghe riêng. Nên là đây là những đôi loa đáp ứng hai yếu tố cho bác vừa nghe vừa hát. Dòng sạc Vin Vega này thì các bác ghép với lại sân xui là hay. Chỉ cần con âm ly sân xui và một con bộ ổ vang. Vang thì đối với dòng này là loa xịn nên các bác chú ý là ghép những con vang nó cũng khá tiền giúp em nhé. Chuẩn để nó xử lý cắt cắt lời rít. Đấy, để cho cái dòng dòng chất chất lời mic nó ra ấm áp nhẹ nhàng. Chứ nhiều bác là đôi loa rõ là cao tiền nhưng mà đi mua cái vang 2 triệu là mệt rồi, 2-3 triệu là mệt rồi. Những đôi loa này mà bác lắp vang 2-3 triệu là thôi đấy bác nhé. Ít nhất phải 4-5 triệu trở lên. Nó cắt rú rít và nó lọc âm rất là tốt luôn cho các bác. Bởi vì đây là một dòng loa cao cấp đáp ứng hai yếu tố vừa nghe vừa hát. Nên các bác đừng có tiếc là khi mua đôi loa này rồi mà lại tiếc con vang để xử lý chất âm vào cho nó. Bởi vì là những con tép này này nó không như những con tép của dòng loa karaoke. Nó bị rít, nó bị cháy đi thì rất là tiếc đấy. Sau đây em Tuấn sẽ vào chi tiết, em quay chi tiết, giới thiệu chi tiết cho các bác. Đối với dòng này thì nó là dòng hàng khủng rồi. Đây là con sạc Vin Vega D8 bát 40, một chung một tép còi, vỏ màu vân gỗ đấy. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết, em khui hàng cho bác. Vâng bác. Về em đẩy ra xa một chút nhé, chờ đợi loại cho bác nhé. Nhưng ra xa thì các bác nhìn hình thức loa nó bé đi, cảm giác loa nó bé. Bởi vì đây bây giờ nhìn trong máy này, loa lúc nãy nhìn nó 10 thì bây giờ nhìn trong máy nó chỉ còn 6-7, nên cảm giác cái loa nó có rất là bé. Chứ mặc dù kia nó là bát 40 bác ạ. Đấy, nên là đẩy ra này thì nó sẽ đỡ bị lóa. Tất cả về cái thứ nhất là về hình thức, các bác nhìn bên ngoài loa còn cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp nhé. Hình thức về vỏ đã, cái trước mắt và vỏ con này con kia đều đẹp hết ạ nhé. Góc cạnh đẹp, về mặt e căng vậy, e căng mặt loa lưới màu đen, ở dưới nẹp dưới cùng còn là nẹp nhôm, có chữ sạc Vin Vega D8 đây, mọi nhìn đây đấy, nẹp này là nẹp nhôm nhé. Hình cái phễu loa màu đỏ này có chữ sạc Vin Vega D8E đấy, chưa. Còn về con loa này thì đẹp rồi, ok rồi các bác, quá đẹp cho bác rồi. Còn đối với dòng sạc Vin Vega này thì được người Việt mình đón nhận rất là nhiều, quá là nhiều luôn đấy bác nhìn nha, con này nhá, hình thức đẹp rồi. Mức giá 25 triệu cho các bác cho nhanh, 25 triệu cho các bác em khai giá cho nhanh. Đối với dòng sạc Vin Vega này thì được người Việt Nam mình đón nhận rất là nhiều, bác chú ý hộ em đây. Đấy, con này lỗ thông hơi phía sau, hai lỗ thông hơi được thiết kế ở phía sau. Đây bộ phân tần của nó thiết kế đây, đây là bộ phân tần của nó thiết kế sau cái biển chỉnh trước đây luôn đấy, nó nằm sau đây luôn các bác nhé. Đây ạ, đây là phân tần của nó. Còn đây là con tép còi của nó, con tép còi. Đây là con chung. Ngoài ra củ này của nó thì bác nhìn đây, tất cả củ loa của sạc Vin Vega hàng xịn này đều được đóng đổ bằng khung, bằng đúc, khung đúc đấy. Khung này không đúc hết luôn này, xương đúc, xương đúc. Em nhớ là dòng sạc Vin Vega này có một số dòng, dòng này và một số dòng loa của Nga, họ làm cái này rất là hay các bác, họ chít cái này rất là hay luôn, họ chít cái này để tránh nó bị lệch từ rất là hay. Có một số dòng thì họ gắn keo, chít như này là nó đỡ lệch côn, người lâu ngày mình vận chuyển thì nó vô tình nó bị lệch từ ấy. Nó nhìn nhé, khung sườn vàng hết, nhìn chưa, cực kỳ đẹp luôn này. Trên này có dập logo cái gì này, DXVK15. Nhìn chưa,
quá đẹp và quá chất cho các bác luôn ạ. Không biết phải nói gì nào. Đây em sẽ nghiêng cái nắp loa cho bác nhìn mặt loa trước nhé, đẹp lung linh cho các bác luôn. Không các bác lại bảo là nhìn thấy con kia không nhìn thấy mặt con này, được chưa, đẹp lung linh chưa. Thùng vách bên trong đây nỉ còn zin từ nước ngoài về luôn ạ, nỉ của nó còn zin chưa, hai lỗ thông hơi đấy, hai lỗ thông hơi chưa, hàng còn zin hết luôn các bác nhé, zin từ khung luôn, zin hết luôn ạ. Đấy em à, tôi quay như thế là cho các bác biết được chi tiết thôi, chỉ cần như thế thôi. Mức giá 25 triệu con này, tất cả trong một, chỉ cần một đôi duy nhất này vừa nghe vừa hát. Và em vừa nói giới thiệu cho các bác rồi, các bác chú ý là về các bác ghép với săn sui là hay nhất, mua con ấm đi săn sui đời càng cao càng hay, thế cho nó dễ mà đánh được săn sui receiver thì càng đỉnh, tiếng càng mềm mại. Em à, chào các bác ạ. Hôm nay em sẽ lột cho các bác đấy ạ. Em là lột trần chuồng nó ra cho các bác xem. À, chào đón các bác đến với lại đôi loa sạc pin Vega, hàng khủng luôn, bát 40. À, dòng này đáp ứng cho các bác hai yếu tố, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, rất là hay và chất cho gia đình. À, đôi loa này đáp ứng hai yếu tố cho bác là hai trong một đấy. Có nhiều bác là không muốn là sắm một bộ nhạc, một hát riêng, bộ nghe riêng. Nên là đây là những đôi loa đáp ứng hai yếu tố cho bác vừa nghe vừa hát. À, dòng sạc pin Vega này thì các bác ghép với lại săn sui là hay. Chỉ cần con âm ly săn sui và một con bộ ổ vang. Vang thì đối với dòng này là loa xịn nên các bác chú ý là ghép những con vang nó cũng khá tiền giúp em nhé. Chuẩn để nó xử lý cắt lời rít. Để cho cái dòng chất lời mic nó ra ấm áp nhẹ nhàng. Chứ nhiều bác là đôi loa rõ là cao tiền nhưng mà đi mua cái vang 2 triệu là mệt rồi, 2-3 triệu là mệt rồi. Những đôi loa này mà bác lắp vang 2-3 triệu là thôi đấy bác nhé. Ít nhất phải 4-5 triệu trở lên. Nó cắt rú rít và nó lọc âm rất là tốt luôn cho các bác. Bởi vì đây là một dòng loa cao cấp đáp ứng hai yếu tố vừa nghe vừa hát. Nên các bác đừng có tiếc là khi mua đôi loa này rồi mà lại tiếc con vang để xử lý chất âm vào cho nó. Bởi vì là những con tép này này nó không như những con tép của dòng loa karaoke. Nó bị rít, nó bị cháy đi thì rất là tiếc đấy. À, sau đây em Tuấn sẽ vào chi tiết, em quay chi tiết, giới thiệu chi tiết cho các bác. Với dòng này thì nó là dòng hàng khủng rồi. À, đây là con sạc pin Vega D8 bát 40, một chung một tép còi, vỏ màu vân gỗ đấy. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết, em khui hàng cho bác. Vâng bác. À, về em đẩy ra xa một chút nhé, chờ đợi loại cho bác nhé. Nhưng ra xa thì các bác nhìn hình thức loa nó bé đi, cảm giác loa nó bé. Bởi vì đây bây giờ nhìn trong máy này, loa lúc nãy nhìn nó 10 thì bây giờ nhìn trong máy nó chỉ còn 6-7, nên cảm giác cái loa nó có rất là bé. Chứ mặc dù kia nó là bát 40 bác ạ. Đấy, nên là đẩy ra này thì nó sẽ đỡ bị lóa. Tất cả về cái thứ nhất là về hình thức, các bác nhìn bên ngoài loa còn cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp nhé. Hình thức về vỏ đã, cái trước mắt và vỏ con này con kia đều đẹp hết ạ nhé. Góc cạnh đẹp, về mặt e căng vậy, e căng mặt loa lưới màu đen, ở dưới nẹp dưới cùng là nẹp nhôm có chữ sạc pin Vega D8 đây, mọi nhìn đây đấy, nẹp này là nẹp nhôm nhé. Hình cái phễu loa màu đỏ này có chữ sạc pin Vega D8E đấy, chưa. Còn về con loa này thì đẹp rồi, ok rồi các bác, quá đẹp cho bác rồi. Còn đối với dòng sạc pin Vega này thì được người Việt mình đón nhận rất là nhiều, quá là nhiều luôn đấy bác nhìn nha, con này nha, hình thức đẹp rồi. Mức giá 25 triệu cho các bác cho nhanh, 25 triệu cho các bác em khai giá cho nhanh. Đối với dòng sạc pin Vega này thì được người Việt Nam mình đón nhận rất là nhiều, bác chú ý hộ em đây. Đấy, con này lỗ thông hơi phía sau, hai lỗ thông hơi được thiết kế ở phía sau ạ. Đây bộ phân tần của nó thiết kế đây. Đây là bộ phân tần của nó thiết kế sau cái biển chỉnh trước đây luôn. Đấy. Nó nằm sau đây luôn các bác nhé. Đây ạ. Đây là phân tần của nó. Còn đây là con tép còi của nó ạ. Con tép còi. Đây là con chung.
Ngoài ra củ này của nó thì bác nhìn đây, tất cả củ loa của sạc Vin Vega hàng xịn này đều được đóng đổ bằng khung, bằng đúc, khung đúc đấy, khung này khung đúc hết luôn đấy, xương đúc, xương đúc. Em nhớ là dòng sạc Vin Vega này có một số dòng, dòng này và một số dòng loa của Nga, họ làm cái này rất là hay các bác, họ chít cái này rất là hay luôn, họ chít cái này để tránh nó bị lệch từ, rất là hay. Có một số dòng thì họ gắn keo, nhưng mà chít như này là nó đỡ lệch côn. Người lâu ngày mình vận chuyển thì nó vô tình nó bị lệch từ ấy. Nó nhìn nhé, khung sườn vàng hết, nhìn chưa, cực kỳ đẹp luôn. Này, trên này có dập logo cái gì này, DXVK15. Đấy. Có nhìn xem, quá đẹp và quá chất cho bác luôn đấy. Không biết phải nói gì. Ở đây em sẽ nghiêng cái nắp loa cho bác nhìn mặt loa trước nhé, đẹp lung linh cho các bác luôn. Không có bác lại bảo là nhìn thấy con kia không nhìn thấy mặt con này, được chưa, đẹp lung linh chưa. Thùng vách bên trong đây nỉ còn zin từ nước ngoài về luôn ạ, nỉ của nó còn zin chưa, hai lỗ thông hơi đấy, hai lỗ thông hơi chưa, hàng còn zin hết luôn các bác nhé, zin từ khung luôn, zin hết luôn ạ. Đấy em à, tôi quay như thế là cho các bác biết được chi tiết thôi, chỉ cần như thế thôi. Mức giá 25 triệu con này, tất cả trong một, chỉ cần một đôi duy nhất này vừa nghe vừa hát. Và em vừa nói giới thiệu cho các bác rồi, các bác chú ý là về các bác ghép với săn xui là hay nhất. Mua con đi săn xui cái đời càng cao càng hay, thế cho nó dễ. Mà đánh được săn xui receiver thì càng đỉnh, tiếng càng mềm mại. Em à, chào các bác ạ.